Sáng 25 tháng 5, Tòa án Nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xét xử lưu động bị cáo Châu Minh Tường sinh năm 1996 quê Đồng Tháp về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 13 tháng 5, Tường thấy có nhiều người đi tuần hành trên đường nên rủ Nguyễn Văn Chúc sinh năm 2000 đi theo coi. Đến công ty trách nhiệm hữu hạn căn viện đóng tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, thấy nhiều người đang đập phá tài sản lợi dụng sơ hở tường và chút lẻn vào trộm tài sản gồm một màn hình máy tính một cục thu phát sóng wifi một máy scan hai chục máy tính và bàn phím tổng trị giá hơn 6 triệu đồng khi cả hai chở tài sản trên ra khỏi công ty thì bị bảo vệ và công an bắt giữ tại tòa cha của tường đã xin hội đồng xét xử khoan hồng cho con mình đại diện công ty căn viễn là ông hà tiến dũng trợ lý giám đốc cũng xin tòa giảm nhẹ vì dẫu sao tường cũng còn quá trẻ ít học và có cảnh ngộ tha hương cầu thực sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên tuyên phạt bị cáo Châu Minh Tường 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Sáng cùng ngày, tòa án nhân dân thị xã Bến Cát cũng xét xử lưu động và tuyên án Lê Văn Nghiêm sinh năm 1991 quê Cà Mau 18 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng và 18 tháng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, tổng hợp hình phạt là 36 tháng tù giam. Tối 13 tháng 5, trong lúc đi ngang qua công ty chứng Việt, thấy nhiều người tụ tập hò hét phản đối Trung Quốc, nên Nghiêm chạy vào xưởng số 6 của công ty, kêu gọi thêm nhiều người tham gia. Khi công an xã đi ô tô đến làm nhiệm vụ thì bị nghiêm làm tưởng xe của người Trung Quốc nên xông ra lấy đèn pin bằng sắt đã mượn ở nhà bạn trước đó đập móc đầu gây thiệt hại hơn 4 triệu đồng. Nghiêm bị bắt giữ ngay sau đó. Sau Nghiêm và Tường còn khoảng 250 đối tượng tham gia đợt gây rối vừa rồi Bình Dương sẽ lần lượt ra tòa trong 115 vụ án khác.